Cô giáo cho căn à? Đầu bé xong là cũng buồn như thế rồi. Cô vén tóc lên, đầu bé tí nữa các bác ạ. Đấy, cô búi tóc cao lên đi. Đấy. Bảo gì? Chị bảo gì ạ? Bảo buồn tóc ấy. Đấy, trong túi có kẹo này. Đây, cái gì đây? Đi đây. Không phải cái này, không phải đấy. Cái gì ấy? Quả gì sao ạ? Quả cam. Mà cũng để lâu rồi nó không ăn, chứ là bây giờ nó không đi ăn rồi. Đây xem là còn vẫn còn cái gì đây? Đây vẫn còn này. Vẫn còn luôn. Đây, cháu lên đây cháu chơi cho, không có gì cho chị một ít tiền nha. Nè, 100.000. Tiền thì chắc chỉ giữ được lâu ấy, là cô nhỉ. Giữ thì giữ đường lâu cũng không biết mua cái gì, nhưng mà đây nữa, đi, cho 100 nữa. Đi đường thì làm mơn thôi. 50 với cả 20 để chọn tờ nào. Vâng. Chọn tờ nào? Vâng. Vâng. Một tờ. Lấy một tờ. Chị nói tiếng giao cho chị. Mình nói hạc khoai một chỗ cả. Ai rồi, 20. Còn này căng nhỉ. Để thử lại nào. Nhanh hết tiền đâu các bác. Chơi trò nguy hiểm quá nhỉ. Cho bún này nè, mất nổ à. Cho bún khoa bún này. Cho bún này mía, mất nổ à. Cho bún này. Cho bún. Không lấy. Cho mà à. Đấy, bây giờ hai tờ này nốt lần cuối. Hỏi chọn tờ nào. Mùi nổ khoa. Ôi ông phải chết đồng việc nhỉ. Thank you.
Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Phèng. Hiện tại thì Phèng đang ở trên Ca Mạ Pờ các bác. Hôm nay Phèng đưa các bác đến thăm một nhân vật, một người rất là đặc biệt. Ở một số nơi ấy, trước là có kênh của Trinh Tường chia sẻ các bác. Đó là người giống như mặt như kiểu đầu ấy, giống như kiểu là mặt của con khỉ các bác. Đấy, thì chị này cũng thế. Đấy, cũng là một trong những người là có hội chứng đầu như thế và mặt như thế mà chị không được bình thường. Đấy, nhưng mà rất là vui vẻ. Nên là Phèng đã đến từ năm ngoái nhưng năm nay Phèng lại đến tiếp. Bởi vì cũng lâu lâu chưa tới. Chị này thì bị nhốt ở nhà, thường thường là sẽ bị nhốt trong nhà. Lý do là nếu mà mở cửa ra thì sẽ chạy đi linh tinh. Đặc biệt là có bố mẹ nữa. Nhưng mà bố mẹ thì công việc hàng ngày là phải đi làm. Đấy. Trên này người ta cấy rất là nhiều các loại cây rong giềng các bác. Ở đây là một trong những xã giáp với biên giới, giáp với ở đất nước bạn Trung Quốc. Đi từ đây sang kia mất khoảng tầm theo đường chim bay mất một cây số. Đây, đây. Đấy. Chị này là người Dao nhỉ? Nên là em nói được tiếng Dao không? Em nói được ít thôi. Có biết hỏi nói chuyện không? Đây là em chính các bác, em này đẻ một lần được 3 con rồng luôn. Đấy, 3 người con nhưng mà 3 con trai. Đây. Chào nhá. Chào nhá. Chào nhá. Vâng, đây đây đây. Số. Về đây xem nào, về đây nào. Con nhớ nhau không? Vâng. Nhớ không? Vâng. Nhớ không? Vâng. Vâng, nhưng mà nhớ nhau không? Nhớ à? Vâng. Nhưng mà đầu chị bé nhỉ? Vâng. Bé sinh ra mẹ cũng bé như thế. Bé tí luôn, đầu bé tí. Vâng. Ừ. Chị là bao nhiêu tuổi rồi con? Vâng. Bao nhiêu tuổi rồi? Vâng. Ba mấy tuổi rồi? Vâng. Ừ. Mẹ đâu? Mẹ rồi. Mẹ đâu rồi? Vâng. Hả? Có biết đi làm, có làm được việc nhà không? Làm. Mẹ đâu rồi? Mẹ của chị đâu? Mẹ đây. À đây à? Mẹ con trẻ. À đây đây, đây. Chị à, cô về đây nào. Nhưng mà năm nay cháu thấy cô khác ấy nhỉ? Cô còn nhớ cháu không? Có. Đấy, Tết là các thứ là cháu vào đấy nhỉ? Vâng. Thế còn đây là ai đây ạ? Đây là con gái mà. Con gái thứ mấy? Con gái út. Út à? Thế là cô có mấy người con gái? 3 đứa. Thế à? Vâng. Đây là đâu một nữa, đâu một người nữa? Một đứa ở bên kia rồi. Là lấy chồng hết rồi à? Lấy chồng hết. Thế là một con gái là lấy chồng dưới kia? Vâng. Cô có con trai không? Có một đứa. Thế à, chị này là sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 89. 89 là hơn cháu là 36 tuổi rồi. Vâng. Nhưng mà đẻ ra là đã như này rồi à? Vâng. Ừ. Rất là nhỏ nhỉ đấy. Vâng. Mà đầu nhỏ như thế thì cũng điền 3 tuổi thì cũng bị sao ạ? Bị co giật, co giật đúng không? Co giật là nhưng mà là Việt cô có thể bỏ cho cháu cái khăn rồi cho xem không? Cái đầu của chị để tai. Hôm kia cô giáo. Hả? Cho thì... À cô giáo cho khăn à? Ừ. Đầu bé. Xong là cũng buồn như thế rồi. Cô vén tóc lên, đầu bé tí nữa các bác ạ. Đấy, cô búi tóc cao lên đi. Đấy. Bảo gì? Chị bảo gì ạ? Vượt tông. Thế là lúc mà đẻ ra đầu đã nhỏ lên như này chưa? Hay là co giật thì mới bị như này? Không, đẻ ra thì bị như thế. Bị như này luôn à? Vâng. Là chị có làm được việc gì nhà không? Không. Có đi bế trẻ con rồi nhỉ? Có lúc thì cũng thích bé, có lúc thì không thích thì cũng chửi như cái gì. Thế à? Chú đâu? Đi viện rồi. Đi viện à? Vâng. Làm sao ạ? Bị ốm đi từ thứ hai rồi. Ừ. Đấy, đây này. Đây. Biết hát không? Vâng. Biết hát không? Không biết cái gì đâu. Không biết gì luôn à? Vâng. Đây các bác. Đầu bé tí lắm, rất bé luôn đấy. Này, bé tí này. Vâng. Chán thì là ấy lên như tai như này. Là chị đã... Có bao giờ cô đưa chị đi bệnh viện không? Chưa thì chẳng... Cũng lúc nào cũng đi mà, nhưng mà bị co giật cũng đi biển dưới xá này xong là... Tay làm sao mà bị đứt nhiều này? Vâng. Này, tay đứt hết rồi này, đây này. Đây này. Bé thì cũng lấy lấy dao ấy, dùng dao thì... Thế chị có được trợ cấp gì của nhà nước không? Có. Được bao nhiêu tiền ạ? Chưa thì
vừa mới bị điện thì trang số xong là vừa mới một năm thì vào lên một tí, một năm lên một tí. Thế à? Thế là cô bị làm sao ở cổ đây, cháu xin phép ở cái đây. Cô bị làm sao? Cổ cô bị làm sao đây? Bị tuyến giáp đi mổ. U tuyến giáp? Vâng. Mổ lâu chưa? Mổ từ năm ngoái. Ừ. Cháu vào nhà cô, đây là tất cả là quả đỗ đây à? Vâng. Ừ. Cô đi vào nhà đi, cháu vào nhà cô. Vâng. Cô là tên là gì cô nhỉ? Đây á. Vâng, đây tên là gì? Đây tên. Thì Viên. Tên Viên à? Vâng. Ừ. Chị tên là gì? Vi. Viên à? Viên. Ừ. Đâu cho em xem. Đầu tiên là khám phá nhà của chị. Hôm nay này, đây. Chắc chúng mì tôm ăn sáng này. Xin mà. Chắc kẹo ăn kẹo này. Vâng. À, vâng. Đấy, giời. Ủa, đây. Trong túi có kẹo mà mình nhìn thôi các bác. Nhưng mà có nhưng mà không ăn mà. Cô bật điện lên tí cô. Bật điện tí cho sáng. Cô ăn cơm chưa? Ăn rồi. Dạ? Ăn rồi. Ăn rồi à? Vâng. Người đấy. Nhưng mà chị là có ba con gái nhỉ? Vâng. Có con trai không ạ? Có. À, con trai lớn chưa? Con trai cũng đi làm rồi. Con trai cũng lớn. Thế còn chị Viên này là... Đây là con cả. Con cả luôn nhỉ? Vâng. Đây. Đâu. Này. Đây. Có kẹo này. Có thể nghe. Nhưng mà không ăn. Cho xin. À cho đấy này rồi. Nhưng mà đi mua à hay là? Vâng. Chị này là ví dụ như có cái gì để dành lâu lắm. Mà cũng thích mua nhưng mà đi xa thì đi gọi không về thì còn phải mua kiểu các thứ về cho, nhưng mà lừa mới về xong là nó cũng để trong rừng không ăn nữa. Cất để dành. Vâng. Để trong rừng dành à? Vâng. Thế là không biết nấu cơm nấu kia gì đâu ạ? Không biết đâu, nhưng mà đói thì còn không biết đi tìm nên phải múc cho nó ăn. Thế à? Đâu vâng. Cho xem là giường ngủ chỗ ngủ đâu. chỗ ngủ không? Chỗ chị ngủ đâu? Sợ cái đầu. Như, không biết như gì trẻ đâu. Con ấy nhỉ? Vâng. Tính cách như trẻ con luôn đúng không? Vâng, đúng, trẻ con thôi. Không biết cái gì, cũng không biết làm. Đi đâu là cũng tối, cũng không biết về nữa. À thế ạ? Vâng, đi thì cũng không biết đi nhưng mà không biết về thì phải đi tìm nhá. Thế là mà không nhốt ở trong nhà là cứ đi xong là lại phải không đi tìm? Không ai ở nhà thì phải không kể nó đi thì đến đi làm tối về mới đi tìm. Là cứ... Nhưng mà có ai ở nhà thì phải đóng cửa, khóa cửa ở cổng ấy, xong là nó không đi. Nhưng mà đi như thế đói thì làm nào? Ê, đi cũng không biết đói mà, trời mưa cũng không biết. Tránh. Mưa không biết vào nhà. Vâng. Hay. Nắng cũng thế, nắng mưa cũng thế. Nắng mưa không biết vào nhà. Vâng. À. Đâu cho em xem đâu chỗ chị ngủ nào. Chỗ ngủ. Nghe đến đây các bạn. Chỗ ngủ ấy, cũng. Này trong này hơi tối ạ. Này. Cái gì cũng lấy về để trong giường. Đâu cho xem nào. Nhưng mà cô xem giường chiếu chị phải dám giặt rũ cho chị chứ. Mùi này. Có quả dưa chuột này. Cái này để ăn hay để làm gì đây? Không ăn cũng để đây thì thôi thì mang vút đấy. Đây chỗ này nó bẩn bụi hết rồi đây này. Từ đầu chăn màn này thì phải giặt cho chị chứ. Chăn nhiều này. Phải giặt rũ cho sạch sẽ thơm tho. Ây dồi. Nhà cô là cũng khó khăn lắm bởi vì thấy cô cũng ốm mà chồng cô cũng ốm nhỉ? Vâng. Chồng cô là đi viện thế thì ai trông ạ? Không có ai trông mà. Chú bị làm sao? Chuyện cũng bị... bị cái... con cũng nhớ. Ồ, không nghịch đâu, không nghịch quá. Hình như trẻ con ấy. Bị bệnh lao ấy. Bệnh lao. Đúng rồi, chú đây là người nhỏ tí luôn. Vâng. Ngồi đây. À, biết làm không? Sửa bếp đó chứ không. Tưởng lên nào. Cô ngồi đây. Vâng. Cô ngồi bên kia. Thế là ba con gái thì hai con gái kia không sao. Đấy, chị cả là bị thôi. Vâng. Cứ cầm chơi thôi. Nhớ là lần trước Tết đến. À cũng ăn đây. Ôi, ăn rồi. Chứ là để lâu rồi không đi ăn. Kiểu là lúc mang về thì ngon lại không ăn. Đấy, bây giờ lại
nhưng mà quả các thứ cũng đi chợ mua về cũng lấy cho nhưng mà nó không ăn. Đấy, im đấy. Để bà bảo để im để nói là đấy. Quang à. Bảo gì? Bảo không lấy khăn về cuốn. À, thích khoảng khăn hả? À, vâng. À đã quang à. Đã quang. Là nói tiếng Dao đấy à? Vâng. Có nhưng mà chị có nói được nhiều tiếng Dao bình thường? Không nói điểm đâu. Có nói mấy câu xong là nói thì không biết nghe nữa. Ừ. Nói như cái gì? nhìn vừa ấy nhỉ. kiểu cảm giác ngây thơ ấy. Thế có đòi lấy chồng không? Không biết. Làm gì biết lấy chồng là gì đâu nhỉ? Có đòi mặc váy mặc vest gì không? Quần áo mới có đòi không? Không. Mua về thì cũng phải cho nó mặn, không mặn thì cũng để lâu lâu cũng không giòn đấy. Ok, không làm cái trò gì trêu người ta nhỉ. Cái trêu người ta ngon không? Vâng. Ngon không? Dưa vâng. Ngon không? Ngon vâng. Không? Vâng. Ngon không? Vâng. Ngon không? Vâng. Không biết nghe đâu. À. Chị hỏi tiếng Dao là có ngon không? Vâng. Mấy khu nhé. Chị ăn cơm rồi à? Ăn rồi. Sang là thấy đang bóc đỗ thì tưởng chưa ăn. Ăn rồi. Thế thường thường là chị có hay bị ốm không? Có. Có lúc bị ốm thì ngủ cả ngày không dậy. À, cũng yếu nhỉ. Vâng. Thế mấy các em của chị đấy có quý, có yêu hay là có quan tâm gì không? Có mà. Như em bé 36 tuổi. Cái này trước mà đầu nhỏ như này đi bệnh viện khám thì người ta có bảo là bị hội chứng gì không? Không. Ăn hết cả cuống rồi. Ôi, bà nhảo nhả. Tiết kiệm thế. Cái đâu nghe. Để im một gặm cả cuốn. Nhìn mẹ. Này ra đường nhiều lúc là có ai không biết người ta có sợ không? Trường thì cũng lúc nào cũng bị giật thì cũng ai cũng sợ. À. Nhưng mà đi người gần họ sợ nó, họ cũng sợ nó dính ấy. Dính sợ gì nó à? lây ấy. Lây cái gì ạ? À? Sợ nó lây con giận cái thứ này. Nhưng mà họ cũng người gần như thế thì họ cũng quay đầu như thế thôi. Còn không dám người thẳng. Thẳng vào mặt. Vâng. Nhưng mà co giật đâu phải là ấy đâu, có phải là kiểu bệnh lây nhiễm đâu mà nhìn và bị. Ừ, nhưng mà họ cũng bị cũng sợ. Nhưng mà chỉ có mình nhà thì không sợ đâu, nhưng mà có ngoài khác thì cũng ai nào cũng sợ. Nhưng mà cô cái trên bản người Dao mình trên cao như này, liệu là có ấy không, có bùa ngải gì không, có ai làm phép gì không? Có mà. Chị bị đúng không? Nhưng mà cũng chưa thì cũng nói thế, nhưng mà cũng còn không biết ai thì cũng không dám nói. Nhưng mà người ta biết làm đúng không? Có. Ở trên này người ta biết làm đúng không? Có mà. Nhưng mà biết làm bùa gì ạ? Có biết, có một số thì cũng làm tốt, có một số thì cũng không làm tốt. Nhưng mà bây giờ thì trước thì bị như thế thì cũng đi bảo họ về rút cúng, thầy cũng về cúng, độ xem các thứ cũng làm hết rồi, cũng không biết làm như thế nào nữa. Nhưng mà cũng bị như thế thì cái nó bây giờ thì nhà nước cũng sản xuất điện thuốc về cho nó uống. Thế là chị là ngày nào cũng phải uống à? Vâng. Hay là ban đêm mới uống. Cứ ban đêm là uống. Vâng. Nhưng mà uống, ngày nào cũng phải uống. Vâng. Uống hết một tháng lại đi lấy tiếp. Cứ hết một tháng lại lấy. Vâng. Có nghĩa là ngày nào chị cũng phải uống thuốc. Vâng. Nếu mà trường hợp mà chị không uống thuốc thì bị làm sao? Không uống thuốc thì bị giật mà. Bị co giật luôn. Vâng. Có nghĩa là cái phần đầu của chị và hệ thống lão và dây thần kinh rất ít. Đấy, có thể là rất là yếu nữa. Đấy. Nên là em... Nhưng mà một tuần không để uống thì bị rồi.
Bị á, một đêm thì bị không biết bị mấy lần. À, thế là mà không có thuốc là bị mấy lần luôn đấy, bị co giật mấy lần luôn nè. Vâng. Ôi, khổ thân nè. Chị cứ nhìn về một hướng, cứ nhìn mẹ chằm chằm không? Không chớp mắt. Nhưng mà ăn cơm là chị hôm nay cho chị ăn gì? Có ăn cơm, ăn rau thôi, không có cái gì ăn đâu mà. Viên nhỉ? Cái gì viên ạ? Tẩn thị viên. Tẩn thị viên. Vâng. Ừ. Chị được bao nhiêu cân? Đã nhìn cân nhỉ? Chưa cân qua đâu. Chưa cân qua. Vâng. Đấy, trong túi có kẹo này. Đây, cái gì đây? Đi đây. Không phải cái này, không phải đấy. Cái gì ấy? Quả gì sao? Quả, quả cam. Mà cũng để lâu rồi nó không ăn, chứ là bây giờ nó không đi ăn rồi. Đây xem là còn, vẫn còn cái gì đây? Vẫn còn này. Vẫn còn luôn. Nhưng mà không, người không quen thì cũng lấy ra về cho nó xem, còn người quen thì cũng xin mấy lần cũng không cho đâu. Quen mà... như em quen là cho lấy nhỉ. Vâng. Xem còn gì không? Ở bên này còn không? Trong túi còn không? Ấy. Đây cũng có quả. Lại vẫn quả cam. Vâng. Nhưng mà này là họ cho đi chợ, họ cho. Nhưng mà chị có đi chợ được không? Tự đi không chợ. Thích đi nhưng mà đi đến thì cũng người đường thôi. Khổ thân bởi vì đi ra chợ ấy, thì căn bản là có những người họ không như mình ấy. Họ vâng. Kiểu họ sợ với cả họ ấy kiểu. Vâng, nhưng mà bảo không cho đi thì đến chợ thì bảo ở nhà thì cũng khóa cùng đấy, xong là đi xong là mua một bát phở cho nó ăn. Được. Tuần nào cũng phải mua một bát phở. Một bát phở về. Vâng. Nhưng mà cô là công việc hàng ngày cô là làm gì? Lấy cỏ, lấy rau lợn các thứ. Nhưng mà chỉ có mỗi một mình làm thôi, còn ông thì ở nhà cũng không làm được cái gì đâu. Mà lấy cỏ các thứ về xong là ở nhà thì nuôi điểm một tí con bò với con lợn. À, thế mà đi hái thì cũng hái không điểm. À, khổ thân. Nhưng mà đi không đi làm được gì thế thì cũng không có tiền nhỉ. Vâng. Tiền. Là chị là một tháng được bao nhiêu tiền chị Viên ạ? Bao giờ một tháng điện 800. Được 800 à? Vâng. 800 gần là tiền ấy là cũng chi phí hết cho gia đình nhỉ. Vâng. Thế là ai ngủ đây ạ? Đây là ông ngủ đây. Thế còn cô ngủ đâu? Ngủ ở ngoài. Hả? Ngủ ở bên nhà bếp. Nhà bếp á? À? Sao không ngủ cùng nhau ạ? À? Không thích ngủ đây. Có cháu mà. Có cháu cùng ngủ mà. Vâng, với cả ông bị ho lao, bị lao là dễ bị nhiễm lắm ấy. Bị bệnh phổi đúng không ạ? Vâng. Đấy. Nhưng mà có ba đứa cháu. Ngủ cùng. Nhà là không có gì luôn. Cháu lên đây cháu chơi cho. Không có gì cho chị một ít tiền nha. Nè 8.000. Tiền thì chắc chỉ giữ thì chỉ giữ được lâu ấy à, cô này. Giữ thì giữ được lâu. Cũng không biết mua cái gì. Nhưng mà đây nữa, đi, 100 nữa. Đi đường thì làm mơn thôi. Đúng rồi, đi đường thì chị ấy không biết cái gì. Vâng, sẽ nói làm mất thì cũng họ nhận điện thì họ cũng không cho đâu. Này cái ôm này thôi, tí ai cho. Hết thôi. Bây giờ thử đi. Bây giờ mình hãy thử đi. 50 với cả 20 cái chọn tờ nào. Vâng. Chọn tờ nào. Vâng. Một, lấy một tờ. Lấy một tờ. Chị nói tiếng giao cho chị. Mùi nó hạ khoai một chỗ cả. Ai rồi, 20. Quả này căng nhỉ. Lại thử lại nào. Nhanh hết tiền đâu các bác. Này, chơi trò này. Nguy hiểm quá nhỉ. Cho bún này nè, mất nổ à. Cho bún khoa bún này. Cho bún này mía, mất nổ à. Cho bún này. Cho bún. Không lấy. Cho mà. Đấy, bây giờ hai tờ này nốt lần cuối. Hỏi chọn tờ nào. Ngủ nó khoai ôi ông bà chết công việc nhỉ. Nhưng mà cũng chẳng... không biết bao nhiêu nhất quyết là không lấy mà... tờ này. Đầu tiên là lấy 20 để nếu mà lấy luôn tờ 50.000 ấy thì sẽ không có cái kèo thứ hai. Đấy, không có tờ này nữa. Mà trêu chị kiểu cho chị chút tiền chị ấy thôi, cũng không được đi học gì đâu, như này học hành gì đâu nhỉ. Vâng. Chị đi chơi với mọi người đi. À, lấy kẹo cho trẻ con. Cho tao mấy mẹ phun vừa nhỉ ạ.
Chia kẹo cho trẻ con đi. Cho tao mình mẹ bún mì với mì bún à. Kiểu chị cũng nghĩ chị là trẻ con với giống như các mọi người đây. Mẹ tao bún lúa nhẹ nhẹ. Xịn. Thân hình thì đôi tao mắc bún nó nhẹ tay mẹ nhẹ. Nhẹ mình đang mẹ. Đang phải suy nghĩ không cho đâu. Không cho. Quả này khó nhỉ. Bây giờ thì cũng cơm thôi, không cho đâu, đi đâu thì phải cũng xách đi. À thế à? Vâng. Đi đâu là mình được cái gì là mình phải xách đi. Ồ thế à. Đó thế ra ra đây quàng khăn vào cho nó đó. Nó đỡ lạnh, cô ra quàng khăn vào cho chị. Dạ, mình quàng khâu phá tay mình khâu chạy. Trời. Không biết là chị có thích cái gì không? Chị có thích quần áo mới. Thích quần áo mới à? Mặc váy bao giờ chưa ạ? Không, nhưng mà đâu, nào cũng... Quay về đây nào. Lúc nào cũng bảo đi mua quần áo mới, nhưng mà mua về thì cũng không mà đâu. Chỉ có mua về thì không cho, thì lúc nào mà thì phải lấy cho thôi. Bé tí luôn, đầu bé tí tẹo tẹo tẹo. Thích như này, nhưng mà trời đang nắng này mà. Nhất quyết không cho trẻ con à? Mũi mẹ to phụ lũ ở nhà nào à? Mẹ phụ nữ vừa ha? Không cho đâu. Không cho đâu. Bây giờ thì không biết xanh, đến bao giờ mới hay hàng. Cứ cầm không biết bao giờ mới mở ra được. Không mở ra nhưng mà đến hay hàng thì cũng lấy vụn thôi. Nhất quyết là không cho. Cho. Nhạ, cho to mẹ phụ lũ nhà ha. Ui. Ha, tại mẹ tập phụ của nữ bên nhà tay. Không cô cứ để kệ chị cô đứng. Nó không cho nữa. Không chết quyết không cho. Em là có mấy con rồi? Hai đứa kìa, hai đứa bé. Một đứa bé đi chả biết về đây nó đi đâu chơi rồi. Thế còn hai đứa này? Cái đứa lớn này thôi, cái đứa này là của con anh trai. Bác không cho, bây giờ bác với cả các cháu tính cách như nhau nhỉ? Tính chắc như nhau nhỉ? Nào bây giờ đây bác cho tiền mua kẹo ra đây. Nhanh ra đây. Thế đây nào, bác cho tiền mua kẹo. Nhanh. Tí là bác không cho bao giờ ấy. Bác cho 50.000 mua kẹo nha. Đi mua kẹo nha. Nhá. Không lấy á? Thôi. Rồi, bác cho không sao đâu, cầm đi. Mẹ bảo nó cho nó cầm đi con. Nhà bác cho này. Đấy. Đấy cứ phải thế. Cứ phải chim chọc gặp bác chào mào. Chào bác phát là có kẹo ngay. Đấy là xong rồi. Thế tí hai bạn đi mua hai chị em à? Vâng. Không phải là cùng của mình đâu đúng không? Không, cái của em ấy chỉ đứa lớn bây giờ đang cầm tiền cái thôi. Còn cái đứa bé này là của con anh trai. Thế tí mua kẹo nhá. Cái này là nấu cám lợn này à? Vâng. Cái củ củ rong riềng này nấu cơm. Vâng. Nhà cô có nhiều lợn không? Có mấy con bé, 2-3 con. Hai con bé à? Vâng. Thế là em là sinh năm bao nhiêu? Chắc là... Em sinh năm 94. 94 à? Vâng. Nhà có gần đấy không? Em ở trên mốc. À, trên mốc giáp biên giới đây à? Vâng. Thế có hay xuống chơi thăm chị không? Em năm nay em mới không đi làm, em mới ở nhà thì cuối tuần em xuống đón hai đứa. Nên là em lúc nào em cũng vào đây. Bây giờ mà mang bác lên nhà chơi là phải trông luôn cả bác nhỉ? Nếu mà đưa bác lên thì cũng phải trông bác, với lại có lúc bác lại đi nhà người khác thì em lại đi gọi lại không về. Hay dỗi không? Có hay dỗi không? Nhìn thấy có vẻ hay dỗi lắm nhỉ? Kiểu có lúc bác đi ngồi ở ngoài đường kia thì mình đi gọi bác cũng không về đâu. Khổ thân. Thế ô tô là bác cứ nghe thấy xe qua đường là bác đi ngồi ở trên đường luôn. Đấy sao đứng im mần thinh này, không có ý kiến gì đâu. Đang suy nghĩ gì về? Đang suy nghĩ gì? Bác sợ là bóc kẹo cho. Không bóc sợ. Không bóc không? Ấy, sao đuổi sớm thế nhỉ? Không bóc kẹo. Sợ bóc kẹo buồn nhỉ? Chắc sợ bóc kẹo nên là cứ quay đi. Bên kia không nói gì. Không dám nhìn vào bên này à? Thế lần sau mình đến mình rút kinh nghiệm phải mua hai gói. Đấy, cho trẻ con bên kia một gói, cho trẻ con bên này một gói. Nhưng mà kiểu cho cơm thì không cho ăn, nhưng mà phải không cho cơm mới được ăn. Có nghĩa mình đưa xong mình bóc ra cho luôn. Vâng, nhưng mà không đưa cho nó cơm thì cũng bóc ra thì chắc là cũng... chia nhau thôi. Cái này thì chắc còn lâu lắm mới mở ra nhỉ? Bây giờ thì hết hạn thôi. Đợi hết hạn à? Vâng. Trời. Nhưng mà đúng là cũng khổ thân bởi vì có chẳng dám bỏ ra ăn. Nhưng mà lúc ngủ thì có ôm ngủ không cô? Có. Ôm ngủ luôn. Chị Viên, 36 tuổi.
mà ủa? Đi ngồi ngoài đường á, đi đâu thì cô không đi gọi thì cũng ai đi gọi cũng không về đâu. Cũng không về luôn. Vâng. Nên mà quần cũng sắp tù hết cả rồi, sao cô không chuẩn bị cho mấy cái quần cho đẹp? Quần nhiều mà không còn có thinh thai ấy, có lung thì gọi nó còn bựng bựng như cái gì. Ở đây là thôn gì cô? Thôn Thèn Ván 1. Thèn Ván 1. Vâng. Ngày hôm nay đến thăm tại Thèn Ván 1 các bác ạ, là ở trên này là Cao Mã, Thèn Ván 1 ở Cao Mã. Đấy, có chị Viên. Đấy, rất là đặc biệt. Hoàn cảnh rất là đặc biệt các bác ạ. Không ai mong muốn nên là cuộc sống rất là khó khăn. Rất là mong là thời gian tới là có thể nhiều các bác quan tâm nhiều hơn nữa. Đến có thể là cho chị cái quần áo, cái gói bánh gói kẹo thì Phiang sẽ đến tận nơi. Phiang thì tích cực đi thôn bản, nơi vùng sâu vùng xa, chia sẻ với các bác những hoàn cảnh đặc biệt như này. Rất là mong các quý khán giả các bác quan tâm nhiều hơn nữa. Giờ Phiang xin phép chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phiang. Lần sau vào ăn cơm, tí xin số điện thoại của cô. Chào các bác nào. Chị chào đi. Chào. Chào em đi về nhá. Chào. Chào các bác nhá.